Hôm nay chiếc chị Bông xin chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, hôm nay em vừa về được một cái lô mai con quấn rễ nè cả nhà. Lá thì xanh tốt luôn nha cả nhà. Mà đặc biệt lô này em thấy có nhánh nhiều nha. Tương đối có nhánh đó, thích hợp cho chúng ta trồng nắng không nha cả nhà. Đây, cây nào nó cũng có nhánh hết. Và cái loại này á, đặc biệt là nó có rễ này nữa, bí với này rễ quái nữa cả nhà. Đây, cái lô này thì được tầm khoảng hơn 3.000 cây nha. 3.000 cây. Thì em sẽ quay vào trong đây một số đây, tụi em đã chất ra rồi ha. Thì em sẽ quay chi tiết từng cây cho chúng ta xem nha. Hai cả nhà ơi, rễ đây, rễ cái lô này tương đối đẹp ha. Cái này là lò xo nha, và có hình trái bí này cả nhà. Đó, rễ tương đối đẹp nha. Có những 4-5 mát luôn nha cả nhà. Rồi những cái rễ quái nè, lò xo rễ quái nha. Rồi những cái rễ ngang như thế này là sau này nó sẽ lên thú cả nhà. Mấy cái rễ ngang này là sau này nó dễ lên thú nằm lắm. Đây, rễ quái đủ kiểu đủ hình đa dạng, đa số là nhiều cái thằng bí nha cả nhà. Nhiều cái thằng bí nè cả nhà, nhìn nó đàn do luôn. Đây, rễ tương đối đẹp cả nhà. Rồi bí, nửa bí, lò xo 3-4-5 khía đủ loại luôn nha. Lâu lâu mới có cái lô bí nha cả nhà. Hôm nay ai cũng hỏi em bí hết, em nói bí nấu canh ăn hết rồi. Hôm nay thì em có bí về, nhưng mà bí này là bí méo, không phải bí tròn nha. Rồi lò xo, bí, rễ quái, ôi da đủ kiểu luôn nha. Rễ tương đối đẹp nha cả nhà. Rồi đặc biệt là cái lô này cây rất là rùng liền, mà cái thất thân của nó cũng rất là thấp cả nhà. Nhìn nó có chút xíu lên là nó có lá rồi, và đặc biệt là lô này có nhánh nha. Lô này có nhánh nè cả nhà. Cây rất là lạ luôn ha, lạ lắm luôn nha. Lùng lùng mà nhánh nhiều nữa, nhánh cục cục luôn nè. Đây, cả nhà nhìn thấy không, nhánh nhiều thiệt luôn. Lô này vừa rễ đẹp mà vừa nhánh nhiều nữa nha cả nhà. Cây của nó thì bằng cái đầu đũa ăn đi lên nha, đầu đũa ăn hoặc bằng cái ống hút đi lên. Thì cái lô này em về được tầm khoảng 3.000 mấy á. Ai thích thì xin hãy liên hệ bên vườn mai có chiếc da bông nha. Đây cả nhà, rễ tùm lum kiểu nha, chứ không phải bí không nha. Nói chung là có bí, lò xo, rễ quái, nó đủ kiểu hết. Mà lô này rễ tương đối to cả nhà. Đó, những cái rễ ngang thế này là nó ưa lên thú nè. Nè, cái này là bí, bí 3-4 khía nha, 3-4 khía nè. Rồi những cái rễ ngang này là sau này lên thú nè. Đó, cả nhà nhìn thấy rễ tương đối đẹp luôn nha. Em sẽ qua bên đây. Rồi, loại này thì đáng lẽ là 9.000 một cây, nhưng mà em lại tiếp tục tiêu ơn khách hàng ha. Loại này em bán với giá là 8.500 một cây nha, 8.500 một cây. Nếu ai lấy 3 cây, 30 cây thì em ship. Còn nếu mà lấy 100 cây trở lên thì em sẽ bao ship và tặng kèm 5 cây nha cả nhà. Đó, cái lô rễ này thấy như thế này đây. Rễ quái nè, nổ bí, lò xo, lộn xộn nha. Rồi, loại này em bán với giá là 8.500 một cây, 30 cây em ship nhưng không bao phí vận chuyển. Còn nếu như chúng ta lấy tầm 100 cây trở lên thì em sẽ bao ship và tặng cho chúng ta 5 cây luôn nha cả nhà. Đó rồi, ai thích xin hãy liên hệ bên vườn mai của chiếc chè bông nha. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi, và cái này đặc biệt thích hợp cho tán không nữa đây cả nhà. Đó, rất là đẹp luôn nha. Rồi, xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm. Quên nữa, em còn một loại nữa cả nhà ơi. Một loại giá thì chỉ có 7.500 thôi cả nhà. Cái này thì rễ lộn xộn nha, cây cũng tương đối to, cây rất là cứng nha, cao khoảng 60 rồi ha. Lô này thì bán 7.500 một cây thôi cả nhà. Rễ thì cũng đủ kiểu tùm lum nha. Có những cái rễ như thế này ha. Cái này thì rễ lộn xộn nha cả nhà, rễ lộn xộn chứ nó không có bí. Nhưng mà rễ thì cũng có những cái rễ ngang này, sau này nó cũng thường lên thú á cả nhà. Loại này 7.500 một cây nha. Rồi, em cũng ship giống như cái kia, 30 cây thì bao ship, ủa là ông gửi là ship. Còn 100 cây trở lên thì bao ship nha. Rồi đó, lô này này cây nó lớn hơn bên kia chút ha, nhưng mà rễ thì nó không có bí rồi sao.
Rồi nếu ai thích loại nào xin hãy liên hệ trực tiếp bên vườn mai của chiếc chè bông nha. Xin cảm ơn cả nhà.